qua rồi, thế hôm nay còn hỏi bánh mì nhà mình đâu. Hôm nọ bố ăn nữa đây, bố ăn rồi còn một ít thì hôm qua con ăn rồi. Thế cả một cái ở đâu? Sáng để bố ăn, bố đi làm rồi, còn một ít thì chiều con đi học về con ăn.